chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến với các bạn về một cái điểm đến mới của Buôn Ma Thuột. Và đây là Bảo tàng Thế giới Cà phê của Trung Nguyên, tọa lạc tại đường Nguyễn Đình Chiểu của thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là một cái không gian uống cà phê của người Pháp. Đây là không gian thưởng lãm cà phê của người Thổ Nhĩ Kỳ ạ. Không gian nơi đây thì cho chúng ta nhớ lại được những cái hàng quán cà phê thời xưa, nhớ lại những cái ký ức thời xưa còn đọng lại trong mỗi người dân ở Việt Nam nơi đây. Trên toàn thế giới thì có hai loại cà phê chính, đó là cà phê Arabica và Robusta. Đây là năm cái cấp độ rang cà phê. Cà phê mà chúng ta thường uống thì sẽ nằm vào cái cấp độ rang nhạt và rang vừa. Để xay cà phê thì nó bao gồm 5 cái cấp độ để xay cà phê. Ở đây là bao gồm 5 tòa nhà. Thì 5 tòa nhà thì nó tượng trưng cho 5 ngón tay của con người. Và ngoài ra số 5 cũng là số của ngũ hành. Và bên trong của 5 tòa nhà thì chúng tôi trưng bày các cái hiện vật của 3 nền văn minh cà phê trên toàn thế giới. Và ngoài ra thì chúng tôi còn trưng bày hiện vật lao động sinh hoạt sản xuất của người đồng bào Tây Nguyên, những hiện vật mà nó gắn liền với cái đời sống sinh hoạt của người đồng bào nơi đây. Và ngoài ra bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn có một cái không gian trưng bày những cái hiện vật về những cái dụng cụ lao động sản xuất để thu hái trồng trọt cây cà phê của người đồng bào Tây Nguyên ở đây thời xưa. Và ngoài ra thì một điểm đặc biệt ở đây là bên dưới khu tầng hầm là chúng tôi sẽ có cái khu triển lãm chuyên đề cà phê. Và cứ 3 tháng chúng tôi sẽ thay đổi chủ đề một lần. Khi đến tham quan tại bảo tàng thì ngoài được thưởng thức những ly cà phê rất là thơm ngon thì các bạn còn có thể được hiểu hơn những cái câu chuyện đằng sau những cái dòng sản phẩm. Các bạn có thể nhìn được từng chặng đường từ năm 1996 Trung Nguyên phát triển như thế nào mà để có thể mang một cái thương hiệu tầm cỡ quốc gia như hiện nay. Các bạn thấy thì xung quanh bảo tàng hiện tại đang trồng rất là nhiều cây xanh. Cái khung cảnh ở ngoài đây thì nó thu hút rất là nhiều các bạn trẻ đến đây để check-in luôn ạ. Đầu tiên khi mình vừa bước vào bảo tàng thì mình sẽ thấy đây là một cái điểm nhấn lớn của bảo tàng. Và như các bạn thấy thì phía trên là cái sự trưng bày những cái trống. Thì nó tượng trưng cho cái niềm hân hoan chào đón các bạn khi các bạn đến tham quan tại bảo tàng ạ. Và nó có một cái sự rất là đặc biệt trong cái cách trưng bày như thế này ạ. Tất cả những cái mặt trống mà xoay ra ngoài thì đều được làm từ da của con trâu cái và chỉ dùng được tấu lên khi buôn làng có tin vui thôi. Còn tất cả những mặt trống quay vào trong thì đều được làm từ da của con trâu đực và chỉ dùng tấu lên khi buôn làng có tin buồn thôi. Và nếu mà để phân biệt đâu là mặt da trâu cái, đâu là mặt da trâu đực thì người ta sẽ nghe vào cái âm thanh nè. Âm thanh da trâu cái thì nó sẽ có cái âm chép nhiều hơn ạ. Và âm thanh của da trâu đực thì nó sẽ có cái âm bass nhiều hơn. Phía dưới đây là trưng bày những cái hạt cà phê, hạt lúa, hạt gạo thì nó tượng trưng cho cái sự no đủ, đầm ấm của người đồng bào Tây Nguyên nơi đây ạ. Và ngoài ra thì bên cạnh đó người đồng bào Tây Nguyên vẫn thường dùng muối để xua đuổi tà ma. Và đây là ngoài một cái điểm nhấn chính của bảo tàng thì nó cũng là một cái lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ. Ông muốn gửi tới toàn thể người đồng bào Tây Nguyên trong việc đã xây dựng và bảo tồn cái bản sắc văn hóa dân tộc cho tới ngày hôm nay. Phía bên tay phải của tôi đây là một chiếc thuyền độc mộc của người đồng bào Tây Nguyên. Và từ xa xưa thì người đồng bào Tây Nguyên sử dụng chiếc thuyền độc mộc này như một cái phương tiện dùng để đi đánh bắt cá. Và ngoài ra còn dùng để vận chuyển hàng hóa và đặc biệt trong đó không thể thiếu cà phê ạ. Và đây là một chiếc thuyền độc mộc được làm hoàn toàn từ thân cây gỗ sao đen, có tổng chiều dài là 10m. Và ở Tây Nguyên thì người phụ nữ phải làm tất cả mọi thứ. Và ngoại trừ chiếc thuyền độc mộc này thì người phụ nữ không được đụng tay vào. Toàn bộ cái quá trình hoàn thiện của nó thì đều được làm ra do tay của người đàn ông ạ. Nhưng mà có một điều đặc biệt hơn nữa là khi chiếc thuyền này được hoàn thiện là tất cả quyền sử dụng lại được trao ngược về lại cho người phụ nữ. Đây là những cái chum, cái ché của người đồng bào Tây Nguyên ạ. Và những chiếc chum, chiếc ché này thì ngoài mang cái giá trị tinh thần thì từ xưa nó còn mang cái giá trị vật chất rất là lớn luôn ạ. Đây, người đồng bào ED gọi là chiếc ché túc. Và cái giá trị quy đổi của nó rất là cao. Nó được đổi từ 10 đến 15 con trâu hoặc là 2 con voi. Và đây thì chiếc ché tang, giá trị quy đổi của nó từ 5 đến 10 con trâu. Tại vì từ xa xưa người đồng bào Tây Nguyên người ta không tự làm ra được những chiếc chum, chiếc ché như thế này, mà trong quá trình giao thương buôn bán với các nước láng giềng, đặc biệt như là Lào với Campuchia,
thì người ta đã đổi từ những con trâu con bò để có được cái chum cái chén như thế này. Xin giới thiệu tới tất cả các bạn, đây là những chiếc cồng chiêng của người đồng bào Tây Nguyên nơi đây. Có cái núm như thế này thì nó tượng trưng cho bầu sữa mẹ và nó được gọi là cái cồng. Và những cái mặt phẳng như thế này thì nó tượng trưng cho lưng của người đàn ông và nó được gọi là cái chiêng. Và đặc biệt trong một bộ cồng chiêng của người đồng bào Ê Đê ở Đắk Lắk đây là sẽ bao gồm 6 cái chiêng và chỉ có duy nhất một cái cồng. Ở Tây Nguyên là người ta theo chế độ mẫu hệ ạ. Bởi thế nên khi người con gái lớn lên người ta sẽ đi bắt chồng ạ. Người chồng sẽ về sẽ phải ở rể ạ. Và đứa con sinh ra cũng sẽ mang theo họ của mẹ luôn ạ. Bởi thế nên người phụ nữ người ta mang một cái chồng trách và người ta có một cái quyền lực nó rất là lớn luôn ạ. Đây là một chiếc xe đẩy rất là nhiều hoa văn. Và chiếc xe đẩy này có xuất xứ từ Costa Rica. Và từ xa xưa thì người dân Costa Rica người ta có thói quen dùng chiếc xe này để đi bán cà phê dạo ngoài phố. Cà phê là một thực phẩm cực kỳ nhanh chóng bay mùi. Bởi thế nên từ xa xưa thì người ta phải sử dụng những cái thùng chứa tối màu như thế này để có thể lưu được cái hương của cà phê lâu hơn. Và đa số những cái thùng chứa ở nơi đây thì đều có xuất xứ từ Đức. Đây là một chiếc cân cà phê có xuất xứ từ Mỹ. Và như đây là cái chiếc xe để sàng lọc cà phê. Và cà phê sau khi được sàng lọc ra thì sẽ được đưa vào cái máy rang này. Và đây có tên gọi là máy rang Probat và có xuất xứ từ Đức. Và mình xin giới thiệu với các bạn, đây là chiếc máy rang thế hệ đầu tiên, là tiền thân của tất cả những cái dòng máy rang Probat sau này. Đây là một chiếc máy dùng để phân loại cà phê. Và cà phê phân loại dùng để làm gì? Cà phê phân loại hạt lớn, hạt bé, không phải là hạt lớn mình bán giá tiền cao hơn, mà là hạt lớn, hạt bé định để nó phù hợp với từng cái chế độ rang hơn. Là hạt nhỏ nó sẽ có một cái chế độ rang thấp hơn cái hạt lớn, và nó sẽ mang lại một cái hương vị cà phê nó ngon nhất có thể. Hai bên của tôi đây cũng là những chiếc máy xay, thì nó đều xuất xứ từ Đức và nó có cái niên đại từ rất là lâu đời rồi. Và như các bạn thấy thì những cái chiếc máy xay đây nó rất là nặng nề. Và từ xưa thì người ta thường dùng sức của nô lệ để có thể xay, để có thể vận hành những cái máy như thế này. Đây là cái không gian lai nhà số 4 ạ. Và đây cũng là một cái tòa nhà tâm đắc nhất của tập đoàn Trung Nguyên ạ. Và vì ở Trung Nguyên chúng tôi nhìn cà phê qua 3 nền văn minh ạ. Thứ nhất đó là nền văn minh cà phê Ottoman, và người ta còn gọi cách khác là nền văn minh cà phê của người Thổ Nhĩ Kỳ ạ. Thứ hai là nền văn minh cà phê Roman, người ta còn gọi là nền văn minh cà phê La Mã, nền văn minh cà phê đi cùng với sự phát triển hiện đại công nghệ của máy móc. Và thứ ba cuối cùng đó là nền văn minh cà phê Thiền. Nổi bật nhất trong nền văn minh cà phê Ottoman đó là cái bộ bình pha cà phê của người Thổ Nhĩ Kỳ. Cà phê ở Thổ Nhĩ Kỳ nó không có đơn thuần là một cái thứ nước uống giải khát thông thường, mà nó còn ảnh hưởng tới cả cái phong tục dựng vợ gả chồng của người Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Và đặc biệt một điều là cà phê ở Thổ Nhĩ Kỳ xay rất là mịn, và người Thổ Nhĩ Kỳ có thể uống luôn cái bã cà phê này luôn Dạ, và có một cái phong tục rất là hay ở Thổ Nhĩ Kỳ là khi người con gái đến độ tuổi lấy chồng, người ta sẽ treo một cái chai thủy tinh trên mái nhà. Và các chàng trai trong làng thấy thế thì sẽ đến thăm hỏi và trò chuyện. Và thông qua cái cách pha chế cà phê của cô gái, nếu mà cô gái ưng chàng trai, cô gái sẽ bỏ đường vào cà phê. Và nếu cô gái không ưng chàng trai, cô gái sẽ không bỏ gì. Và sau khi thưởng thức được ly cà phê thì chàng trai sẽ hiểu được là cô gái đó có thích mình hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau bước qua cái nền văn minh thứ hai, đó là nền văn minh cà phê Roman, và nói cách khác đây là nền văn minh cà phê La Mã. Và nó đi cùng với cái sự phát triển hiện đại của máy móc, nên từ đó thì nó đã ra đời được những cái máy móc rất là hiện đại như máy xay cà phê bằng điện, những cái cân cà phê rất là hiện đại. Và đặc biệt thì tôi xin giới thiệu tới các bạn, đây là một chiếc máy pha cà phê espresso có xuất xứ từ Ý Và cái tên gọi của ly cà phê espresso mà các bạn thường uống nó cũng bắt nguồn từ cái tên của cái máy này luôn Đó là chiếc máy espresso. Đây là những cái bình pha, bình chứa dùng để thường lãm cà phê. Và đặc biệt thì trong đây thì có một bộ ấm Slovakia được mạ vàng. Và từ xa xưa thì nó chỉ được dùng cho những con người quý tộc hoàng gia thôi. Nhờ vào sự chắt lọc những cái tinh hoa và tinh túy của hai nền văn minh trước, đó là nền văn minh cà phê Ottoman và Roman,
thì các chuyên gia Trung Nguyên đã và đang tạo ra một cái nền văn minh, đó là nền văn minh cà phê thiền. Và với một cái ý niệm, một cái mong muốn mang lại sự tỉnh thức, sự thiền động cho tất cả mọi người yêu và đam mê cà phê trên toàn thế giới. Thì đây là một số cái hương liệu để phối trộn thêm vào cà phê để tạo cho một cái hương vị nó có thể là ngon nhất, là quế. Đây là bạch quả, đây là nấm linh chi. Đây là một cái bản đồ, nó thể hiện những cái khu vực mà có thể trồng được cà phê. Đó là những cái đất nước, những cái quốc gia nằm gần với đường xích đạo. Đây là những cái quốc gia có những hạt cà phê ngon nhất trên toàn thế giới à. Và đặc biệt trong đó thì có Việt Nam của chúng ta. Trên toàn thế giới thì có hai loại cà phê chính, đó là cà phê Arabica và Robusta. Đây là những hạt cà phê Arabica, và nó chỉ được trồng ở những nơi có độ cao trên 1000m. Và cà phê Arabica thì nó sẽ rất là thơm, và nó cái cà phê in nó rất là thấp à, nhưng mà nó sẽ mang lại một cái độ chua nhất định à. Cà phê Robusta, và người ta còn gọi là cà phê vối. Và đối với cái đặc tính của Robusta thì nó rất là mạnh à. Khi mình uống thì nó sẽ mang lại cái vị đắng gắt, và nó sẽ có hậu vị, nó sẽ ngọt à. Và cây Robusta thì nó rất là dễ sống à. Thì nó sống chỉ tầm trên độ cao từ 600m trở lên thôi à. Thưa các bạn, thì cái hương vị của cà phê thì nó bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều yếu tố, như yếu tố khí hậu, thổ nhưỡng, giống cây. Đối với yếu tố khí hậu thì ví dụ như những cây cà phê mà được trồng ở khí hậu lạnh thì nó sẽ có cái thời gian ủ chín lâu hơn, và vì thế nên nó sẽ mang lại cái hạt cà phê nó kết hợp được nhiều cái tinh hoa hơn, nó sẽ ngon hơn. Và ví dụ như thổ nhưỡng thì hạt thì cà phê trồng ở đất đỏ Ba Giang thì nó sẽ mang lại một cái hương vị nó ngon hơn. Và tương tự như thế thì như những giống cây và kỹ thuật chăm sóc thì nó cũng có ảnh hưởng rất là nhiều tới hương vị của hạt cà phê. Và đây là 5 cái cấp độ rang cà phê à. Và rang cà phê thì nó cũng thể hiện lên được cái sở thích cá nhân của mỗi người à. Có người cho rằng rang cà phê quá lâu, cấp độ quá mạnh thì nó sẽ khử mùi của cà phê à. Nhưng mà có một số cái ý kiến khác thì nó sẽ ngược lại à. Thì cho rằng rang cà phê vừa đủ thì nó sẽ mang lại cái hương vị nó ngon hơn. Trong 5 cái cấp độ rang như thế này thì những ly cà phê mà chúng ta thường uống thì sẽ nằm vào cái cấp độ rang nhạt và rang vừa. Thường thì cà phê sẽ mất tầm 12 đến 20 phút để rang à. Và đây là từng cái cấp độ để rang cà phê à. Nếu mà mình rang càng lâu thì cà phê nó sẽ càng mang lại cái màu sắc nó đậm hơn à, nó đen hơn à. Để xay cà phê thì nó bao gồm 5 cái cấp độ. Thứ nhất đó là cấp độ siêu mịn, cấp độ thứ hai là nhỏ mịn. Thì hai cấp độ này thường phù hợp với cà phê của người Thổ Nhĩ Kỳ. Tại vì người Thổ Nhĩ Kỳ người ta khi uống cà phê người ta sẽ uống luôn cái bã cà phê, nên người ta sẽ xay rất là mịn. Còn như ba cái cấp độ nhỏ vừa, to vừa và to thô thì những cái cấp độ để chúng ta dùng để chúng ta pha phin. Đây là bức tường tương tác của ba nền văn minh cà phê. Thì đây là bản đồ của một đất nước Ethiopia thuộc châu Phi. Và cà phê thì đầu tiên được tìm thấy vào năm 850 tại Kaffa thuộc Ethiopia. Và cà phê được tìm thấy thông qua câu chuyện của một cậu bé chăn dê. Và sau đó thì cà phê đã được lan truyền qua các cái châu lục khác. Chiếc ấm có tên gọi là Ibrick. Chiếc ấm này có xuất xứ từ Ethiopia và dùng để pha cà phê, hình ảnh một người phụ nữ dâng tế cà phê cho thần mặt trời à. Và tại vì người Ethiopia khi uống cà phê thì người ta sẽ tin rằng người ta đang giao tiếp với một cái đấng tối cao nào đó à. Đây là hình ảnh của một vị giáo hoàng Clement 8 à. Và ông là người đã giúp cà phê được du nhập vào châu Âu à. Dạ, yeah. Thì từ xa xưa thì ở châu Âu người ta coi cà phê là một cái thức uống của ma quái à. Ông là người đã giúp đưa cà phê vào châu Âu à. Và ông đã thay đổi tất cả các suy nghĩ của mọi người, suy nghĩ tiêu cực của mọi người về cà phê à. Và từ khi được đưa vào châu Âu thì ông đã dùng cà phê để rửa tội cho các tín đồ của mình luôn à. Sau khi chúng ta đã chọn những cái hạt nguyên liệu tốt nhất là chúng ta đã có được cái tỷ lệ phối trộn phù hợp nhất, chúng ta đã có được những cái kỹ thuật rang xay cà phê thích hợp, thì cái bước cuối cùng là cái bước thưởng lãm cà phê à. Để cảm nhận được độ ngon của một ly cà phê thì nó không có đơn thuần đến từ chất lượng của hạt, mà nó còn đến từ cái cách chế biến của cà phê. Độ ngon cà phê còn được ảnh hưởng qua bởi khi mình uống với ai, mình ngồi cùng ai và mình ngồi tại cái không gian nó như thế nào. Dạ, và đây là một cái không gian uống cà phê của người Pháp. Đây là không gian thưởng lãm cà phê của người Thổ Nhĩ Kỳ à. Và như các bạn thấy thì cà phê sẽ được nấu trên một cái bếp cát như thế này à.
để giữ được cái nhiệt độ tầm 80 đến 90 độ C thôi ạ. À. Dạ. Và khi đó thì nó sẽ mang lại một cái hương vị cà phê nó đậm chất của người Thổ Nhĩ Kỳ ạ. À. Đây là một chiếc máy xay cà phê mà người Thổ Nhĩ Kỳ người ta thường dùng để xay cà phê rất là mịn ạ. À. Và như trên cái bếp lò đây là những cái ấm này người ta gọi là ấm CV ạ. À. Và dùng để uống cà phê của người Thổ Nhĩ Kỳ ạ. À. Và phía trên đây ạ à, là những chiếc ấm iBrick là chứa nước lạnh à, để người ta để pha cà phê ạ. À. Không gian nơi đây thì cho chúng ta nhớ lại được những cái hàng quán cà phê thời xưa, nhớ lại những cái ký ức thời xưa còn đọng lại trong mỗi người dân ở Việt Nam nơi đây.